kính chào quý vị và các bạn. Mưa lớn ở Bắc Trung Bộ dự báo sẽ còn kéo dài đến cuối tuần. Lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục ở mức cao, đe dọa ngập lụt ở nhiều khu vực. Chiều nay, lũ trên sông Cả tại Nam Đàn, Nghệ An đã vượt mức báo động 1. Dự báo là đêm nay đến sáng sớm mai sẽ tiếp tục dâng thêm hơn 1 mét nước nữa, lên mức báo động 2. Ở Hà Tĩnh thì cũng cần chú ý sông Ngàn Phố và sông Ngàn Sâu. Đêm nay, lũ rút chậm và vẫn dao động ở mức cao, quanh mức báo động 2. Ngập lụt tiếp tục diễn ra ở các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là tại các huyện Con Cuông, Thanh Chương, Nam Đàn, Nghi Lộc của Nghệ An hay là Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê của Hà Tĩnh. Nước lũ cao lại chảy xiết, rất nguy hiểm. Bà con tuyệt đối không đánh cá, vớt củi trên sông suối, không đi qua ngầm tràn ngập nước vì dễ bị lũ cuốn trôi. Chủ động kê cao đồ đạc, di tản đến nơi cao giáo và an toàn. Cùng với ngập lụt thì sạt lở đất cũng là mối nguy hiểm đang thường trực ở vùng núi từ Thanh Hóa xuống tới Hà Tĩnh, bởi là tại đây và một số nơi ở khu vực Bắc Bộ dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trong đêm nay và ngày mai. Lượng mưa sẽ là từ 50 đến 100mm và có những nơi trên 150mm. Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo ngày mai cũng sẽ có mưa về chiều do gió Tây Nam, chủ yếu là mưa rào ngắt quãng, ít điểm sẽ xuất hiện mưa to. Chuyển sang thời tiết trên biển, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày mai đều có cảnh báo thời tiết xấu, mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.